Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tôn nghiêm hay sự thiêng liêng. Ý nghĩa của sự tôn nghiêm của cuộc sống là gì? Trong tôn giáo và đạo đức, quyền bất khả xâm phạm hoặc tôn nghiêm của cuộc sống là một nguyên tắc bảo vệ ngụ ý liên quan đến các khía cạnh của cuộc sống chúng sinh, được cho là thiêng liêng hay nói cách khác là không bị xâm phạm. Sự tôn nghiêm của hôn nhân là gì? Sự thánh thiện cũng có thể diễn tả nghĩa vụ thiêng liêng. Bạn có thể đã nghe nói về sự thánh thiện của hôn nhân, có nghĩa là giá trị và tôn trọng các chương trình xã hội để kết hôn người. Ai tin vào sự tôn nghiêm của cuộc sống? Đối với Kitô hữu, cuộc sống của con người là thiêng liêng và là một món quà từ Thiên Chúa cần được tôn trọng và bảo vệ. Giáo lý này được gọi là tôn nghiêm của cuộc sống. Kinh Thánh dạy rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tôn nghiêm của cuộc sống có ý nghĩa gì trong Do Thái giáo? Thuật ngữ tôn nghiêm của cuộc sống có nghĩa là mức độ mà cuộc sống của con người được coi là quý giá. Người Do Thái tin rằng con người được tạo ra như một phần của sáng tạo của Chúa và theo hình ảnh của Chúa. Đây là lý tưởng cho rằng cuộc sống là quý giá và thiêng liêng. Vì điều này, bất kỳ hình thức giết người nếu đều bị cấm trong Do Thái giáo. Làm thế nào để bạn đánh về tôn nghiêm của cuộc sống? Trong tôn giáo và đạo đức, quyền bất khả xâm phạm hoặc tôn nghiêm của cuộc sống là một nguyên tắc bảo vệ ngụ ý liên quan đến các khía cạnh của cuộc sống chúng sinh, được cho là thiêng liêng. Thiêng liêng hay nói cách khác là không bị xâm phạm. Sự tôn nghiêm của con người là gì? Các cụm từ thiêng liêng của cuộc sống đề cập đến ý tưởng rằng đời sống con người là thiêng liêng, thánh thiện và quý giá, sử dụng chủ yếu trong các cuộc tranh luận chính trị và đạo đức về các vấn đề gây tranh cãi như phá thai, ngừa thai, trợ tử, nghiên cứu tế bào sống phôi thai và quyền được chết. Ai tin vào sự tôn nghiêm của cuộc sống? Đối với Kitô hữu, cuộc sống của con người là thiêng liêng, là một món quà từ Thiên Chúa cần được tôn trọng và bảo vệ. Giáo lý này được gọi là tôn nghiêm của cuộc sống. Kinh Thánh dạy rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói gì về cuộc sống thiêng liêng? Thiên Chúa ban cho tất cả sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ. Ông nhấn mạnh nguồn gốc của sự sống và khẳng định rằng Thiên Chúa thực sự ban cho tất cả sự sống, hơi thở, tất cả mọi thứ. Cuộc sống của con người là thiêng liêng, được tạo nên chính từ hình ảnh của chính đấng tạo hóa, có một món quà cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể đặt một giá trị cho cuộc sống của con người không? Không có khái niệm tiêu chuẩn cho giá trị của một cuộc sống cụ thể của con người trong kinh tế. Lưu ý rằng cuộc sống con người rất khác với giá trị của một cuộc sống thực tế. Đó là giá trị được đặt vào những thay đổi trong khả năng tử vong, chứ không phải cái giá mà ai đó sẽ trả để tránh cái chết nhất định. Điều này được giải thích tốt nhất bằng cách cho một ví dụ. Là cuộc sống của con người là vô giá phải không? Người ta thường nói rằng cuộc sống của con người là vô giá. Không có số tiền hoặc hàng hóa khác bằng giá trị của một cuộc sống con người. Lý do duy nhất để không ngăn chặn sự mất mát của con người khi người ta có thể làm như vậy là nó sẽ dẫn đến việc mất nhiều mạng sống hơn nữa. Nói tóm lại, chỉ có cuộc sống của con người có thể được cân bằng với cuộc sống của con người. Làm thế nào để bạn sử dụng tôn nghiêm trong một câu? Chúa cho biết cô đã vi phạm sự thánh thiện của đời sống con người. Tôn trọng sự thánh thiện của miền vực thượng, cho nó là một nơi thiêng liêng. Mỹ là một quốc gia Kitô giáo, có phải là một phản ứng Christian rằng duy trì sự thiêng liêng của cuộc sống? Tại sao cuộc sống lại quý giá và thiêng liêng? Thuật ngữ tôn nghiêm của cuộc sống có lẽ là mức độ của cuộc sống con người được coi là quý giá. Người Do Thái tin rằng con người được tạo ra như một phần của sáng tạo của Chúa và theo hình ảnh của Chúa, do đó cuộc sống của con người nên được coi trọng
và coi thiêng liêng và được Chúa ban. Kinh Thánh nói gì về cuộc sống thiêng liêng? Thiên Chúa ban cho tất cả sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ. Ông nhấn mạnh nguồn gốc của sự sống là khẳng định rằng Thiên Chúa thực sự ban cho tất cả sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ. Cuộc sống của con người là thiêng liêng, được tạo nên từ chính hình ảnh của đấng chính, đấng tạo hóa, và là một món quà cho tất cả mọi người. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.